Mọi người ơi, đây là Soulkit.vn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mặt refi này, từ vận may, chất lượng, uy tín mà sao rẻ nữa, hãy ghé vào Soulkit.vn nha. Đường link thì Kit để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo này. Còn bây giờ thì cảm ơn người đã ủng hộ cho Kit nha. Ok, hello, xin chào mọi người nha, lại là Kit đây. Và Kit chúc tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ nha. Có nhiều bạn thắc mắc hỏi Kit hoài này là sao mà nghe Kit nói chuyện á, tiếng cứ vang vang đó mọi người. Có phải chăng là Kit làm video trong toilet hay không? Cứ hỏi hoài luôn đó mọi người. Thực ra thì cái vấn đề đó là Kit đã nói mọi người rồi, là Kit đang ở Sài Gòn và Kit đang chữa bệnh đó mọi người. Nói chung cũng hơn một tháng nay rồi, thì Kit cũng đang ở trong một cái phòng nó rất là nhỏ và nó cực kỳ là kín luôn. Nên thành ra là khi mà Kit nói chuyện á thì tiếng của nó sẽ vọng lại mọi người, rất là vang luôn. Rất là mong các bạn sẽ thông cảm cho mình, tại vì cái phòng này mình cũng không thể nào mình dán cách âm được, do là không phải là cái phòng của mình đó mọi người. Khi nào nói chung là mình chữa khỏi bệnh rồi đó thì mình sẽ tìm một cái phòng khác nó ok hơn nha. Tại vì mọi người biết sao, bây giờ nói chung là mình cũng chi rất nhiều tiền rồi, nên là mình cũng không có đủ tiền thuê một cái phòng mà nó bên ngoài đâu mọi người. Mọi người thông cảm cho mình nha. Rồi thì nói cho mọi người biết như vậy thôi, chứ như vậy cứ hỏi Kit là sao mà nói chuyện vang hoài á. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một clip mọi người, cùng nhau xem và phân tích kỹ năng của hai người chơi gọi là top đầu ở hai server rồi. Một server là Việt Nam và một server Thái Lan mọi người. Thì ở Việt Nam chúng ta khi mà nhắc đến kỹ năng mà highlight đó thì chắc chắn là nhiều bạn sẽ nhắc đến C4 Gaming đó. Và cái server còn lại mọi người ở Thái Lan thì cái người mà Kit nói là cậu bé Bungot mọi người, 12 tuổi, thần đồng 12 tuổi Thái Lan đó mọi người. Thì có một cái điều rất là thú vị ở đây là trong một video của người Thái đó thì cậu bé Bungot này đã gửi một cái thông điệp đến với C4 Việt Nam của mình là Bungot muốn giao lưu mọi người, muốn solo giao lưu với nhau. Cái này là solo thôi mọi người, solo giao lưu thôi, chứ không phải là solo mà kiểu như chặt chém hơn thua nhau nha. Ok, để Kit cho mọi người xem này. Đây mọi người, vào cái kênh của BikiX2 nha. Thì cái video mà Biki Reaction C4 Gaming này yêu em từ Thái Lan. Quá sến luôn mọi người, sến xuống á. Thì cái xuống dưới á, chúng ta sẽ thấy một cái dòng comment của Bungot này, được Biki game luôn. Thì đây chính là kênh Bungot nha mọi người, BungotX2 này. Sau khi mà Kit translate á, trên này tiếng Thái này là tiếng Việt này, thì nó sẽ ghi là tôi muốn thử nó 1-1 với lại C4. Có nghĩa là Bungot muốn solo 1-1 với lại C4 đâu mọi người. Cái này giao lưu kỹ năng thôi. Chắc là sau khi mà Bungot xem Biki reaction video của C4 đó thì thấy bắn hay quá nên là muốn giao hữu mọi người. Rồi ok, bây giờ Kit và mọi người sẽ cùng nhau xem cái đoạn highlight của Bungot và cũng như là của C4 nha, để xem là giữa kỹ năng của Bungot và C4 này có gì khác nhau không nha. Liệu là đây có là cái kèo cân xứng không mọi người? Chắc là khó cấp kèo lắm mọi người. Một bên Thái Lan này, một bên Việt Nam. Thì nói chung là Thái Lan người ta đã có nhiều người, người ta muốn solo lắm rồi. Nhưng mà Việt Nam của mình á, quan trọng là có muốn solo hay không thôi. Chắc là cũng khó lắm mọi người. Quan trọng là Việt Nam của mình có muốn giao lưu không đó mọi người. Chứ nếu mà không muốn giao lưu á, không muốn giao hữu thì nói chung là có cáp, người ta có gạ kèo á thì cũng không có trận đấu đâu mọi người. Việt Nam mình á, thì Kit thấy là có Bolo này mọi người thấy không? Bolo là chịu chơi lắm, cỡ nào cũng chơi được hết ráo. Hôm rồi là có trận đấu giao lưu với lại Rook đâu mọi người, Rook 3-1 Thái Lan, rồi Rocken nữa. Nói chung là giao lưu theo kiểu là cùng team thôi. Chứ còn về solo á, thì Kit cũng không biết là thế nào mọi người. Nhưng mà Bolo mà solo với lại Rook á, thì không biết ăn ta, không biết lại không mọi người. Cũng chưa biết. Nhưng mà kỹ năng của Rook Kit thấy là không biết sao, nhưng mà theo Kit thì Kit thấy là kỹ năng của Rook á, nó hơi nhỉnh hơn mọi người, hơi nhỉnh hơn Bolo. Đó mọi người xem Bungot bắn thấy không? Cái này là Bungot bắn bằng điện thoại nha mọi người. Game thủ chuyên nghiệp thế giới luôn á. Giành cúp mà châu lục mà mọi người đó không? Bungot thì cô bé này kiểu như là không có tự quay highlight mọi người. Mà highlight này á, lúc nào cũng có một cái người đi chung á. Cái người bắn chung team với lại Bungot này, cái ông này là huấn luyện viên đó mọi người. Huấn luyện viên của Bungot này. Lúc nào cũng bắn chung với Bungot đó á. Bắn xong đầu là ông chết sớm. Chết sớm xong ông quay video lại cho Bungot này. Nói chung rất là hay mọi người. Đâu. Cậu bé Bungot này á thì cái điểm mạnh nhất của Bungot đó chính là chiến thuật nha mọi người. Chiến thuật thi đấu. Bây giờ chúng ta xem highlight của Bungot trước nha. Một tí nữa xem xong cái này, Kit sẽ cho mọi người xem highlight của C4 này. Nói chung đó mọi người là highlight của một game thủ chuyên nghiệp đấu giải đó nha. Nó sẽ khác so với highlight của một YouTuber làm highlight nha mọi người. Hôm rồi Kit nói mọi người có nhiều bạn không hiểu này. Ôi. Gì ghê vậy? Có nhiều bạn không hiểu á, các bạn kêu là M8N này, rồi Zack này mọi người, cũng là game thủ chuyên nghiệp. Thì nói chung á, họ cũng là game thủ mọi người, nhưng mà không phải là game thủ đấu giải. Game thủ mà thi đấu giải đó, nó sẽ khác với là game thủ mà YouTuber làm highlight mọi người.
Rồi, no signal này. Ôi, hết hồng hết vía mọi người. Nhìn một cái hết xong luôn. Hết rồi. Cái này do cái phần mềm quay video của đồng đội Bungod nè mọi người. Nó bị lỗi rồi, nên nó vậy đó. Tính ra Bungod kéo tầm cũng hay chứ mọi người đâu. Cũng hết xong quá trời kìa. À, đúng rồi mọi người, thì nhắc đến headshot này, Kid mới nhớ đến là đầu nhạy OB25 thì đó. Là có nhiều bạn hỏi Kid á, là OB25 này không có làm đầu nhạy hả? Rồi Kid làm biến nó không? Thực ra không phải đâu mọi người, không phải đâu. Kid vẫn đang test cho mọi người thôi. Nhưng mà do là mình test kỹ chút xíu mọi người. Với lại thứ hai nữa là do sức khỏe của mình nó không được tốt lắm mọi người. Mình không được khỏe lắm nên là mình chơi game á, nó cũng ít hơn xưa rồi mọi người. Chơi cực kỳ ít luôn. Một ngày hai ngày đó mọi người, mình chơi được khoảng một tiếng mấy thôi. Ôi, bắn ghê vậy mọi người. Bungod kéo tầm một headshot full màu đỏ luôn kìa. Ghê chưa? Đó thì mong mọi người thông cảm cho mình nha. Nói chung là mình cố gắng là test cho mọi người thôi. Cái này nhấp nhảy kangaroo mọi người. Nói chung là cậu bé Bungod này á, kỹ năng rất là toàn diện nha. Nếu mà so về một cái highlight của một cái game thủ mà họ làm highlight đó mọi người, chuyên làm highlight đó như C4 á, thì có thể là các bạn xem nó sẽ không sướng bằng C4 đâu. Về cái phần đầu nhạy này thì mọi người cứ yên tâm nha. Nói chung là Kid sẽ cố gắng hết mình để mà ra đầu nhạy sớm cho mọi người chơi này. Kid yên tâm nha. Không biết là mọi người nghe giọng Kid này có bị khàn không ta? Hơi khàn khàn đúng không mọi người? Do là Kid đang uống thuốc đâu mọi người nên là nó vậy đó. Rất là mong mọi người thông cảm cho mình nha. Thực ra thì mình cũng đang rất là khó chịu rồi. Ráng hết bệnh mọi người. Đó, xem Bungod bắn cũng hay chứ mọi người đúng không? Mặc dù là do Bungod bắn theo kiểu chiến thuật đâu mọi người, nên là xem nó cứ chậm chậm á, nó không có nhanh nhanh như là của kiểu game thủ highlight. Rất là hay rồi. Rồi ok, và đó chính là Bungod nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái đoạn highlight của cụ tứ nha, C4 nha mọi người. C4 á, thì chơi bằng iPad mọi người. Còn Bungod á, thì bắn bằng thiết bị là mobile nha. Nói chung á, là Bungod á, là game thủ mà đấu giải. Còn C4 á, thì chuyên làm highlight. Nói chung là hai người này á, thì về cái phong cách bắn đó mọi người là chắc chắn là sẽ khác nhau rồi. C4 thì bắn theo kiểu là càng quét lấy highlight, đẹp mắt mọi người. Biểu diễn bơm keo, nói chung là kỹ năng rất là cao. Còn về Bungod thì cậu bé này thiên về chiến thuật nhiều hơn là biểu diễn. Tại vì ở trong đấu giải đó, nếu mà cứ say mê biểu diễn đâu mọi người, lấy highlight one shot thì đâm ra là chết bỏ, sẽ không có giải được. Bắn mà càng quét như C4 như vậy á, thì nói chung là nó cũng hên xui lắm mọi người. Lúc ăn lúc thua đấy. Có nghĩa là one shot thành công á, thì có highlight đẹp mắt này. Còn nếu mà fail á nha, fail là ngấm củ tỏi luôn, mất giải luôn. Nên là phải cẩn thận. Đó chứ highlight các bạn xem này, one shot đẹp mắt cực kỳ luôn. Nhưng mà vào trong đấu giải nha, người ta rất là sợ mọi người. Rất là sợ mà one shot hụt á, là chết luôn. Nên là thôi cứ bắn chắc tay thôi mọi người. Chứ các bạn thấy là những cái người bắn rất là hay luôn, nhưng mà vào đấu giải á, người ta không one shot được. Tại vì sợ tâm lý đâu mọi người. Tâm lý rất là quan trọng luôn. Không biết là mọi người thấy thế nào, nhưng mà theo cá nhân của Kid á, Kid thấy á, nếu mà C4 cáp được một cái kèo với lại Bungod này, hoặc là Rook mọi người, hoặc là Rocken á, thì cực kỳ là hay luôn. Tại vì thứ nhất á, là được trao dồi về kỹ năng này mọi người, gọi là giao lưu kỹ năng. Thứ hai nữa là Việt Nam của mình sẽ có những cái gọi là những cái trận đấu rất là hay, đúng không? Các bạn thấy là như nước ngoài á, các bạn thấy là Rook này, Rocken này sang những cái server rất là nổi tiếng như server của Cyprus á, Trung Đông, để mà giao lưu với lại BNL này mọi người. Vincenzo, Cyprus, nói chung là rất là nhiều bà rồ nước ngoài họ giao lưu với nhau rồi. Thậm chí Ấn Độ cũng có nè mọi người. Nhưng Việt Nam của mình thì chưa có. Việt Nam của mình á, thì chỉ có mỗi Bolo thôi. Bolo thì bắn theo cái kiểu là Bolo gọi là chơi chung team á, cho nó vui vui. Chứ không phải là Bolo bắn theo kiểu là solo á. Nó sẽ khác đâu mọi người. Đấy thì nói chung là cho dò kỹ năng thôi mọi người, chứ không vấn đề gì cả. Nhiều bạn cứ kêu là mất cái thẻ tàu phòng. Bên Thái Lan á, là cái thấy là mấy bạn Thái đã ok nè mọi người. Rook này, Rocken này, 3-1, rồi Biki, rồi thậm chí là Bungod mọi người. Người ta đã tư duy cởi mở rồi, muốn solo rồi, thì Việt Nam mình gật đầu một cái là xong cái gì, đúng không? Nói chung là nếu mà là Kid nha, thật sự là Kid bắn giả quá mọi người, mình xuống phong độ nhiều quá rồi. Nên là mình không dám gà kèo, mình gà kèo cái mình thua nét bấy luôn á. Chứ thực ra là mình cũng muốn giao lưu lắm. Chứ ông Biki bữa giờ có nhắn tin cho mình đó mọi người, kêu mình qua chơi nhưng mà mình không dám chơi, tại vì gọi là mình không có chơi game bữa giờ. Đâm ra là bây giờ vào game á, là mình chết dữ lắm. Gọi là bắn cực kỳ tệ luôn á. Chứ không là mình cũng chơi đâu mọi người. Nếu mình bắn hay như C4 đó nha, thì chắc là mình cũng chơi rồi. Đó mọi người thấy không? Nói chung là highlight của C4 á, xem thì nó sướng mắt hơn highlight của Bungod. Với lại là nếu mà solo cái trận tự chiến á, thì Kid nghĩ là kỹ năng của C4 đó mọi người,
sẽ có một chút nhỉnh hơn của Bon God nha. Cái này theo cảm nhận của Kid. C4 á, thì rất là giỏi về kỹ năng. Còn riêng về Bon God á, thì cực kỳ là giỏi về khâu chiến thuật luôn. Nên là nếu mà có một cái trận đấu với nhau thì cũng nên cẩn thận nha. Rồi ok, thì clip ngày hôm nay á, Kid làm cho mọi người xem. Thì mong mọi người xem vui vẻ giải trí này. Và nếu mà các bạn thích video này á, đừng quên là cho Kid xin một like này, đăng ký kênh, một chuông thông báo lên và comment vài cái để ủng hộ cho Kid nha. Bây giờ thì chúc tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ này. Tạm biệt tất cả mọi người thôi. Bye bye nhé.